Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị có bờ biển dài gần 80 km, lại nằm ở cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ với nhiều ngư trường nên trữ lượng hải sản dồi dào. Đây là cơ sở thuận lợi để phát triển nghề khai thác thủy sản. Nghề biển của ngư dân năm nay khá thuận lợi và được mùa, sản lượng đánh bắt cao hơn năm trước. Những ngày cuối năm âm lịch, hàng chục tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Trị cập cảng mang theo tôm cá đầy khoang. Ngư dân Quảng Trị đang chuẩn bị đón một cái Tết canh tí an vui và đầm ấm, chuẩn bị cho một năm mới ra khơi đánh bắt đạt hiệu quả cao. Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tí, tàu bè tấp nập ra vào cảng cá Cửa Việt và cảng cá Triệu An. Người mua, người bán hối hả và nhộn nhịp. Tranh thủ thời tiết những ngày cuối năm thuận lợi, ngư dân ai cũng muốn đánh bắt được nhiều cá để sớm đưa tàu trở về bờ, đoàn tụ với người thân trong những ngày giáp Tết. Những ngày cuối năm, những chuyến biển trở về mang theo nhiều lộc biển có giá trị kinh tế cao. Cá thu, cá bè, gẹ cùng nhiều loại hải sản khác được mùa, được giá đã giúp nhiều chủ tàu có doanh thu hàng trăm triệu đồng trong những chuyến biển cuối năm. Với quyết tâm vươn khơi bám biển, dù sau những chuyến biển dài ngày, thời gian đã là những ngày cận Tết, nhưng nhiều chủ tàu cũng dành thời gian sửa chữa tàu thuyền, chuẩn bị ngư lưới cụ để sau Tết Nguyên đán Canh Tí ra khơi đánh bắt có hiệu quả, với mong muốn có một vụ đánh cá nam bội thu. Bây giờ là cũng là gần đến sắp Tết thì cũng thời tiết cũng đang thuận tiện. Đầu năm 2020 thì cũng là giáp Tết âm lịch thì chúng tôi cũng là soạn sửa là ngư lưới cụ để là cũng là đầu năm 20 thì chúng tôi cũng là muốn là ra khơi để làm ăn trong những ngày giáp Tết thì cũng là có kiếm cái thu nhập thì cũng là về cho bà con ngư dân thì cũng là chủ tàu cũng giống như là anh em bạn để là cũng là kiếm cái đồng vào đồng ra để mà giải quyết trong những ngày Tết. Huyện Gio Linh là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền lớn nhất tỉnh Quảng Trị với 939 tàu thuyền khai thác thủy sản và dịch vụ, tổng công suất đạt gần 79.000 CV, trong đó 169 tàu xa bờ. Hiện nay toàn bộ tàu cá xa bờ đều được lắp đặt máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị vệ tinh GPS. Có 37 tàu xa bờ chuyển đổi công nghệ đèn cao áp sang đèn LED để tiết kiệm nhiên liệu, giúp ngư dân giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận. Và có 18 tàu đã gắn thiết bị giám sát hành trình. Hiện nay, toàn huyện Gio Linh đã hình thành được 15 đội tàu khai thác xa bờ, duy trì 9 tổ tàu thuyền an toàn trên biển, phát huy có hiệu quả các tổ tự quản bến bãi tàu thuyền. Việc thực hiện quy định IUU của EU có chuyển biến tích cực. Sản lượng đánh bắt trong năm 2019 ước tính đạt hơn 14.130 tấn, đạt 100,95% kế hoạch và bằng 113,43% so với năm 2018. Những cái ngày gần Tết này tuy thời gian đã sắp Tết rồi nhưng mà thời tiết thì rất thuận lợi. Do vậy là bà con cũng đã ra khơi để đánh bắt. Và hiện nay thì những cái ngày này thì cái hiệu quả đánh bắt rất là cao và có những cái mẻ cá cũng rất là tốt và bà con đạt được cái năng suất. Và từ đó thì hiện nay cái không khí vui tươi để cho đón Tết cũng rất là tạo điều kiện cơ sở vật chất thêm và bà con cũng ăn Tết cũng rất là vui vẻ, chuẩn bị cho một cái Tết rất là vui và an lành. Không chỉ riêng huyện Gio Linh, năm 2019, ngư dân trên địa bàn tỉnh cũng đã mạnh dạn đóng mới, cải hoán tàu công suất lớn, cải tiến ngư cụ, chủ động tổ chức đánh bắt phù hợp và theo hình thức tổ hợp tác đánh cá trên biển. Trong năm qua, tàu thuyền của toàn tỉnh là 2.300 chiếc với tổng công suất trên 126.420 CV, trong đó có 235 tàu cá từ 90 CV trở lên, thường xuyên tham gia khai thác vùng biển xa. Nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng, hỗ trợ đắc lực cho ngư dân trong sản xuất. Bên cạnh đó, trong năm, nguồn lợi thủy sản xuất hiện nhiều và thời tiết thuận lợi, nhất là ở các ngư trường xa, việc đánh bắt có hiệu quả như cá thu, cá ngừ, cá nục và cá cơm. Chính nhờ vậy, sản lượng thủy sản của năm 2019 ước đạt gần 36.030 tấn, vượt trên 10% so với kế hoạch. Trong đó, riêng khai thác thủy sản là trên 27.360 tấn. Nhờ vậy, ngư dân rất phấn khởi, chuẩn bị đón một mùa xuân mới, vui tươi, phấn khởi. Có những khó khăn nhất định đối với khối tàu xa bờ thì ngành đã quyết tâm làm để mà có những chính sách cụ thể để giúp đỡ cho cái khối tàu xa bờ này là hoàn thành được sản xuất để phát triển đạt kinh tế hiệu quả cao của gia đình họ. Đã đề xuất chủ trương chính sách của trung ương phải giãn nợ để người dân có điều kiện để trả nợ
tiếp tục ổn định để sản xuất. Bên cạnh đó, đối với cơ sở vật chất thì sở cũng đã tìm các nguồn lực để nâng cấp các cảng cá, bến cá để thuận tiện cho ngư dân vào mua bán cá và lấy vật tư thiết yếu để đi biển. Đối với hai cửa lệch là hiện nay đang rất cạn, tàu thuyền xa bờ đi vào khó khăn. Sở cũng đã làm việc với tất cả các ban ngành tìm kiếm nguồn vốn để mà nạo vét các cửa biển này để giúp cho ngư dân đi ra vào thuận tiện, qua đó coi như là tăng được chuyến biển để phát triển sản xuất tốt hơn. Những năm vừa qua, ngành nông nghiệp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra nhiều giải pháp tích cực để gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển đảo, như tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá được ưu tiên phát triển, xây dựng đội tàu thuyền hoạt động ở 3 vùng, vùng lộng, vùng trung bờ và xa bờ nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của từng địa phương và nguồn lợi của các ngư trường khác nhau. Để hỗ trợ ngư dân, Chi cục Thủy sản Quảng Trị cũng tích cực phối hợp với các địa phương ven biển tuyên truyền phổ biến luật thủy sản năm 2017, chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống đánh bắt IUU, ứng dụng các tiến bộ khoa học trên tàu cá như máy tời thủy lực, đèn LED, trang bị máy dò ngang, radar, máy thông tin liên lạc tầm xa, mở rộng ngư trường khai thác đến các vùng biển xa và vùng biển phía Nam. Khuyến cáo ngư dân đánh bắt hải sản theo mô hình tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển để tương trợ lẫn nhau khi thời tiết biến động, đồng thời giúp ổn định đầu ra sản phẩm. Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp cùng với bà con ngư dân xây dựng một cái kế hoạch và chuẩn bị phát động một cái phong trào ra khơi để đánh bắt cá cái vụ Nam. Và trong đó thì tất cả các ngư dân, tất cả các tàu thuyền phải lắp đầy các cái thiết bị hành trình và sổ ghi chép đầy đủ cái nhật ký đánh bắt trong cái vùng biển của mình, và thường xuyên giáo dục tuyên truyền cho ngư dân biết được những cái khuyến nghị của EU, của VEU, những cái tồn tại đánh bắt trong cái vùng biển của mình không được vi phạm các cái chủ quyền của các cái quốc gia khác. Cái thứ hai phải có cái lịch trình để ghi chép đầy đủ và truy xuất cái nguồn gốc đánh bắt hải sản hợp lý, không đánh bắt cạn kiệt, không đánh bắt những cái vùng cấm, không đánh bắt những cái giờ cấm. Và khi cái hải sản về thì có cái sự giám sát của cái văn phòng EU để truy xuất nguồn gốc và hàng hóa xuất đi phải chứng minh và phải chịu trách nhiệm là hải sản hợp pháp, chấp hành đúng cái quy định của EU. Cần khẳng định, trong những năm qua, sản lượng khai thác tăng mạnh là nhờ các chính sách của nhà nước hỗ trợ ngư dân bám biển đã phát huy hiệu quả. Ngoài ra, thời tiết thuận lợi đã giúp ngư dân vươn khơi bám biển thường xuyên và khai thác có hiệu quả nguồn thủy sản. Đón năm mới Canh Tí, các địa phương tiếp tục động viên bà con ngư dân huy động mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư đóng mới, nâng cấp và cải hoán tàu thuyền, tăng năng lực đánh bắt của tàu xa bờ, mua sắm thêm lưới nghề và các phương tiện phục vụ đánh bắt, thông tin liên lạc, chỉ đạo và hướng dẫn ngư dân tổ chức hoạt động sản xuất trên các vùng biển theo mô hình tổ đội sản xuất trên biển, bám sát ngư trường, phát hiện ngư trường mới, tranh thủ thời gian thuận lợi sau Tết Nguyên đán để ra khơi khai thác thủy sản có hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyên mục mỗi tuần một chuyên kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.